Dạ, em xin phép được báo cáo cả lâm sàng ạ. Vâng. Bệnh nhân 31 tuổi, địa chỉ 4 Trấn Xuân Thượng. Giao tiền 22 giờ 30 ngày 27 tháng 9 năm 2021. Lý do vào viện, bệnh nhân đau đau chóng mặt. Bệnh sử, bệnh nhân bị bệnh ở nhà là lâu, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đau chóng mặt. Khi chóng mặt nhiều, cảm giác buồn nôn, không nôn. Cùng ngày vào viện, bệnh nhân đau đau không chẳng nhiều, chóng mặt, tức ngực chảy nhẹ, cảm giác khó thở, không nôn, không sột, từ vùng thuộc tại nhà cũng không rõ ra và thuộc gì, nhưng không đờ nên vào viện. Tiên sử thì bệnh nhân thường xuyên đau đau chóng mặt nhiều năm nay. À, tình trạng khám bệnh nhân lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, dán niêm mạc không, thì trạng trung bình, đau đau không chạm nán đến trên trình đau âm ỉ, chóng mặt, cảm giác chóng vạng, khi mở mắt, mệt mỏi, không đốn, không hiểu liệt khu trụ. Khám từng ngày âm tính, tim phổi bình thường, buồng không trường, ngăn nách không sơ thấy, không có dấu hiệu bệnh ngoài quá, đài thực tiền bình thường, các cơ quan khác bình thường. Quá trình điều trị ngày thứ hai sau vào viện, bệnh nhân có hai cơn tăng huyết áp, chỉ số huyết áp 160/100 mmHg lúc 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 9, và được xử trí của một viên Epitac 12,5 mg và 160/100 mmHg lúc 1 giờ ngày 29 tháng 9, được xử trí một viên Lifepin 20 mg. Nhưng ngày sau huyết áp ổn định, dao động từ 100/60/140/80 mmHg, tình trạng có tức ngực trái nhẹ, không ngán, không khó thở. À, thăm khám hiện tại tại cái thời điểm làm bệnh án ngày 4 tháng 10, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, dán niêm mạc không, đờ đau đau, đờ chóng mặt, không tức ngực, còn cảm giác tròn vạng khi thay đổi tư thế ăn ngủ được, mạch vài mái lên trên phụ huyết áp 140/80 mmHg, nhiệt độ 36,6 độ C, nhịp thở 25 trên phụ. Còn các chỉ định cần lâm sàng về kết quả của mình là đầy đến cổng. Còn sự trị của chẩn đoán của chúng em là rối loạn phân hồi nào trên teo nào tuyệt ra. Bệnh nhân này chúng em điều trị với các kỹ thuật là kích thích cải thiện phân hồi nào và điều trị chống sinh. Ngoài ra là ở các bệnh nhân này, ở bệnh nhân này nó có chỉ số mặc dù bên mình lâm sàng không có, nhưng mà xét nghiệm có canxi hà 1,45, thì chúng em cũng đã bù canxi ngày 1 gram trong 3 ngày. Cái này chúng em quên người đấy ạ. Thì hiện tại xét nghiệm này là canxi của bệnh nhân là 2,05, và chúng em xin ý kiến của các quý thầy cô là chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân này như vậy thì đã hợp lý chưa ạ? À? Chỗ bọn em thì gặp rất nhiều thì những cái trường hợp bệnh nhân tương tự như thế này, nhưng mà thường điều trị sau đó thì bệnh nhân thường phải đi chạy lại, và những trường hợp này cũng đã từng đến tuyển kết và được làm các cái xét nghiệm thì cũng không có gì bất thường, nhưng mà sau đó thì họ vẫn thường phải bao bệnh thì những triệu chứng như thế này. Thì chúng em cũng mong các thầy cô là chia sẻ kinh nghiệm điều trị cho chúng em ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Trước khi là Phó sư Nguyễn Văn Hướng sẽ trình bày thì chúng tôi xin mời Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, xem có cái hình ảnh các bạn gửi ra xem có cái gì đặc biệt. Vâng, xin mời anh Bình. Dạ, kính thưa thầy Việt, kính thưa thầy Hướng và các anh chị đồng nghiệp. Ở đây chúng ta có một cái trường hợp bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính sọ não. Đây là phim chụp cắt lớp vi tính thì trước tiêm. Thì chúng ta thấy là ở trên phim này bệnh nhân các cái rãnh cuộn não cũng đã bắt đầu tương đối rộng, tức là có cái hiện tượng thoái hóa teo các cái rãnh cuộn não, dẫn đến là các rãnh cuộn não tương đối rộng. Não thất bên thì cũng đã bắt đầu có biểu hiện là bắt đầu rộng hơn ở so với những người trẻ. Và đồng thời là chúng ta nhìn thấy xung quanh não thất bên thì cái tổ chức chất trắng là cũng đã giảm tỷ trọng hơn, đặc biệt là cái vùng ở trên trên lều phía trên trung tâm bắn pháo dục hai bên thì chúng ta thấy có các cái ổ thoái hóa chất trắng. Những cái điều này thì nếu mà chúng ta chụp cộng từ thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ, nhưng mà CT thì chúng ta chỉ thấy các cái dấu hiệu gợi ý như vậy mà thôi. Ở người già thì ở người có tuổi trung niên trở lên thì chúng ta cũng nên kiểm tra thêm các cái mạch máu,
Đây là cái phim chụp thì sau tiêm ở thì động mạch. Mặc dù là đây là cái phim chúng ta quay bằng điện thoại cho nên tôi rất khó để có thể nói, chúng ta phải chỉnh cửa sổ để cho nó đỡ sáng hơn, nó làm cho cái cửa sổ nó rộng ra một chút thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn các cấu trúc mạch máu, và xem ở trên máy thì nó sẽ tốt hơn nhiều là chúng ta xem bằng cái hình ảnh quay bằng điện thoại như thế này. Tuy nhiên sơ bộ thì có vẻ như là cái vùng trên lều thì chúng ta không nhìn thấy cái vùng trên xoang hang thì chúng ta không nhìn thấy các cái túi phình. Thế còn ở cái vùng trong xoang hang và ngoài sọ thì ở bệnh nhân này chúng ta không thể chẩn đoán được là có tổn thương động mạch não hay không. Bệnh nhân cũng đã được chụp ở sang cái thì tĩnh mạch. Thì với cái thì tĩnh mạch này thì chúng ta thấy rằng là không có các cái cấu trúc nấm thuốc bất thường của nhu mô não cũng như là màng não hay là các cái xoang tĩnh mạch thì hoàn toàn là không bị tắc. Tóm lại thì ở bệnh nhân này thì chỉ thấy là nhu mô não cũng như là các cái vỏ não cũng như là tổ chức chất trắng ở xung quanh não thất hai bên có những cái biểu hiện của thoái hóa theo tuổi của bệnh nhân, không có gì đặc hiệu. Dạ, vâng. Xin đấy. Vâng, xin cảm ơn ý kiến nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Thái Bình. Bây giờ xin mời phó sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hướng, chuyên ngành nội thần kinh, hướng cho ý kiến về ca này. Kính thưa thầy Việt, kính thưa cả quý đồng nghiệp. Trước khi trả lời cái câu hỏi chính của các quý đồng nghiệp á, thì tôi xin chia sẻ một tí là về trên phương diện khoa học thôi. Thì thực tế đang nói y văn thế giới không có từ rối loạn tuần hoàn nào đâu. Từ này là có thể bác sĩ Việt Nam mình viết thôi. Còn là tôi giảng dạy cho hệ thống đại học, sau đại học, và tôi đã xem rất nhiều tài liệu nước ngoài có từ nào và rối loạn tuần hoàn nào cả. Mình cứ đau đầu chóng mặt là rối loạn tuần hoàn nào. Trong thực tế đó mà nói rối loạn tuần hoàn nào, tôi cũng chẳng hiểu rối loạn tuần hoàn nào là cái gì cả. Vì tôi là giáo viên mà tôi cũng chẳng hiểu rối loạn tuần hoàn nào là cái gì cả. Thì tại sao vậy? Tại vì là hình như câu này dân gian và một số bác sĩ thôi. Còn nếu như mà tính về khoa học thì cái câu từ này cũng có trong y văn. Cái bệnh lý não trong đây có hai triệu chứng chính là cái chóng mặt và cái đau đầu. Thì thực tế ra trong y, trong tài liệu á, thì đau đầu là đau đầu, chóng mặt là chóng mặt. Mỗi loại có một nguyên nhân và triệu chứng nguyên nhân và tính chất khác nhau. Nhưng tuy nhiên trên một bệnh nhân có thể xuất hiện cùng một lúc. Có thể xuất hiện cùng một lúc. Thì tôi nói về vấn đề chóng mặt. Thì chóng mặt thì có hai thể chóng mặt chính là chóng mặt do trung ương là do tổn thương não, và chóng mặt do ngoại biên đấy là do tổn thương hệ thống tiền đình ngoại biên như là ốc tai, tai hệ thống tai trong, dây thần kinh tiền đình. Còn về đau đầu thì cũng nói thật với các anh chị đây, một là một cái chủ đề rất là dài, rất là phức tạp, vì đau đầu đến hơn 100 nguyên nhân gây đau đầu, chia làm 4 nhóm. Thì nhóm do nguyên nhân thần kinh, nhóm nguyên nhân do tâm thần, nhóm nguyên nhân do các cái vùng lân cận, và đặc biệt là nhóm nguyên nhân do cột sống cổ. Thì đấy là thành bốn cái nhóm bệnh mà liên quan đến đau đầu. Và đau đầu chia làm hai cái tính chất chính là đau đầu cấp tính và đau đầu mãn tính. Đau đầu cấp tính thì nguyên nhân khác, đau đầu mãn tính trong nguyên nhân khác, cho nên là trong cái buổi hôm nay thì chắc tôi chia sẻ cũng khó khăn vì nó rất là dài. Nói chung là tôi đào tạo cho đối tượng sau đại học thì riêng cái bài mà đau đầu nó mất hết gần hơn một tháng, cho nên mà để mà chia sẻ hôm nay rất là khó, đau đầu và chóng mặt. Chính vì vậy mà câu hỏi thứ hai là rối loạn tuần hoàn nào gặp hay gặp nhiều. Tôi vừa nói trong rối loạn tuần hoàn nào mà chúng ta phải xác định từ xem cái đau đầu chóng mặt này nguyên nhân từ đâu. Nguyên nhân từ do hệ thống thần kinh, riêng cái triệu chứng đau đầu, nguyên nhân thần kinh, nguyên nhân tai mũi họng, nguyên nhân răng mặt, hay nguyên nhân các vùng lân cận, hay nguyên nhân từ yếu tố tâm lý. Và bây giờ một tỷ lệ rất lớn cái yếu tố đau đầu trong nguyên nhân tâm lý rất là nhiều, cho nên là chính vì vậy mà các anh chị phải chú ý cái đó. Còn về chóng mặt thì các anh chị phải phân biệt được chóng mặt trung ương hay chóng mặt ngoại biên. Nếu chóng mặt trung ương thì tổn thương não thì nguyên nhân là cái gì, chóng mặt ngoại biên tổn thương hệ thống thần kinh ngoại vi thì nguyên nhân là cái gì. Một cái loại chóng mặt rất hay gặp ở tuổi người già, người trẻ và tất cả cũng rất hay gặp, mà gặp 1/3 trong các loại chóng mặt đấy là chóng mặt tư thế kịch phát lên tím, có nghĩa là có cái hiện tượng là lạc chỗ cái thạch nhĩ. Cái thạch nhĩ là cái mà các anh chị học tai mũi họng là thường có những cái hạt sỏi tai, mục đích chính là để là giữ cao thăng bằng khi mà cơ thể mình thay đổi tư thế thôi. Và khi thay đổi tư thế thì đột ngột cái thạch nhĩ nó rơi vào trong cái ống mặt khuyên á, thì xuất hiện những cơn chóng mặt khi thay đổi tư thế.
thì đấy là cái tỷ lệ chóng mặt mà chiếm 1/3 trong tất cả các triệu chứng của chóng mặt. Cho nên là đấy là nói trả lời cả câu hỏi của các anh chị về vấn đề ở điểm là tuần rối loạn tuần hoàn nào thường gặp và như thế này. Thực tế đang là các anh chị phải xác định nguyên nhân, cái quan trọng nhất là phải xem triệu chứng gì là chính và mình xác định nguyên nhân trong có cái rối loạn tuần hoàn nào. Cái quay lại cái bệnh nhân này thì thực tế lắm nói bệnh nhân này có một đặc, tôi gặp thường xuyên những bệnh nhân này, đúng là tôi ở khoa chuyên khoa thần kinh tôi gặp thường xuyên và rất nhiều với một triệu các cái triệu chứng rải rác, chuyên khoa nào cũng có: đau ngực, đau lưng, đau bụng, đau vai gáy, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, bồn chồn, khó chịu. Các cái triệu chứng rải rác này nó cũng tập hợp vào một vị một bệnh lý nào cả, không một chuyên khoa nào cả. Cái thứ hai là làm tất cả các cần lâm sàng của các chuyên khoa kèm theo mà lại bình thường thì các bà anh chị phải nghĩ ngay đến là vấn đề yếu tố tâm lý, còn là các nguyên nhân do tâm lý. Nguyên nhân do tâm lý thì có đặc biệt ở điểm các anh chị càng dùng nhiều thuốc thì bệnh nhân càng nhanh khỏi, vì thực tế họ thì có thể uống thuốc là họ khỏi. Còn chính vì vậy mà tại sao mà tôi nói như thế, vì cũng quay lại về cái cách các cái thuốc của bà các anh chị đang dùng này, là nếu về yếu tố khoa học tôi không nói ở đây đúng hay sai, nếu về yếu tố khoa học thì cái này là không cần thiết phải dùng. Ví dụ chẳng hạn như cerebrolidin không phải trường hợp nào dùng. Cerebrolidin là dùng trong một số trường hợp mà có tai đột quỵ cấp, giai đoạn cấp mà mấy ngày đầu thôi. Ví dụ ginkgo biloba đây là thuốc hỗ trợ não hiệu quả chưa được chứng minh. Thực tế nó nói trong đau đầu chóng mặt đôi lúc mình dùng để bổ trợ thêm cho người bệnh thôi, còn không phải là cái thuốc điều trị đặc hiệu. Còn ví dụ chóng mặt có đỡ đây các anh chị điều trị nhưng beta cystine là hoàn toàn chính xác nhưng liều hơi thấp, bình thường liều 24 mg 2 viên một ngày mà các anh chị lưu dùng liều hơi thấp. Còn cả cái thuốc khác thì tôi không bàn đến với paracetamol cũng đến, nhưng có do cái yếu tố mà các cái triệu chứng xen lẫn mà rất nhiều chuyên khoa thế này, tôi nghĩ đến nhiều tâm lý, cho nên là nếu trong trường hợp này các anh chị cần dùng một tí về cái thuốc mà chống lâu thôi, đôi lúc bệnh nhân lại cải thiện rất là tốt. Ví dụ chẳng hạn là nhóm sulfitrit, ví dụ chẳng hạn là nhóm chống trầm cảm, thì một là giấc ngủ của bệnh nhân đảm bảo, hai nữa là có thể triệu chứng cải thiện rất nhanh. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm của tôi, nói về kinh nghiệm thôi. Thì tên những bệnh nhân các bạn miêu tả, tôi không khám bệnh nhân như các anh chị đồng nghiệp miêu tả, thì tôi nghĩ nhiều đến vấn đề yếu tố tâm lý rất là nhiều, kể cả cái tăng huyết áp. Tất nhiên cái tuổi này tăng huyết áp thì không nói, nhưng rõ ràng là khi căng thẳng thì bệnh nhân có thể tăng huyết áp, rồi lại có rối loạn giấc ngủ, lại có bồn chồn khó chịu, đau đầu, chóng mặt, đau ngực, tê bì chân tay, cả tất cả các triệu chứng lẫn lộn như thế, thì mình phải nghĩ đến yếu tố tâm lý. Tất nhiên mình phải loại trừ các tổn thương thực tế, mà tôi thấy các anh chị loại trừ hết rồi, các sinh nghiệm loại trừ hết rồi. Cho nên nếu đứng trên phương diện bệnh nhân này thì tôi nghĩ các anh chị nên cho tỷ thuộc chống lo vào đấy, thì đôi lúc là cái triệu chứng cải thiện rất là nhanh. Mà đó là cái nhóm mà sulfitrit thì đôi lúc rất nhanh. Nếu bệnh nhân có cái rối loạn giấc ngủ là các anh chị cho một ít liều rất thấp về chống trầm cảm 3 vòng hoặc là chống trầm cảm SSRI thì là đôi lúc một vài ngày sau là hiệu quả, nên cho cả cái thuốc tiêm truyền như thế này tôi nghĩ là không cần thiết đối với bệnh nhân này, không cần thiết. Đấy là về tất cả những ý kiến của tôi. Còn những cái câu hỏi của các anh chị thì quá rộng, cho nên là tôi có lẽ là phải có thời gian hôm nay tôi không thể nói hết được các cái triệu chứng về là đau đầu chóng mặt bằng các nguyên nhân cụ thể thế nào, chuẩn đoán ra sao. Vâng, đó là ý kiến. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, vâng, xin cảm ơn những ý kiến nhận xét của phó sư Hướng. Bây giờ về cái bệnh nhân này thì tôi cái điểm đầu tiên là tôi thống nhất với thầy Hướng, tức là bây giờ ta hơi lạm dụng quá cái từ gọi là rối loạn tuần hoàn não, đúng không ạ? Tức là cứ thấy chung chung là thấy khó, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tuần hoàn não, lại già rối loạn tuần hoàn não, nó cũng không bị sai, đúng không ạ? Nó cũng không ấy ra, chẩn đoán cũng không bị người ta phê bình cái kiểu thế, nhưng mà đứng về mặt khoa học thì nó không chính xác. Thứ hai nữa, lại bây giờ lại còn một cái loạn nữa là làm gì có thuốc bổ não, phải không ạ? Đây mình cứ bảo là chúng em dùng thuốc bổ não, tất cả cái đó có thể dân thường, chứ mình không thể là nói theo kiểu như thế được. Thì trở lại về bệnh nhân này thì tôi thì lại thấy là một cái bà cụ 71 tuổi, phải không ạ? Mà chúng ta đừng nghĩ nó cao sang quá, phải không ạ? Cao xa quá thì nó đâm khó. Tôi thấy là gì? Người ta đau đầu, người ta buồn nôn, đó. Bây giờ người ta lại khó thở, thế và chóng mặt, tất cả những cái triệu chứng đó. Nhưng mà là người ta có hai cơn tăng huyết áp lên đây này. Mà huyết áp lên đến 160/100. Một cái người lớn tuổi có những cơn tăng huyết áp đó thì đau đầu, chóng mặt, khó thở, đấy là chuyện rất là thường gặp. Thế nhưng có thể là thế này,
Thế mình thấy lên một cái là mình lại dùng, đây là dùng Epitac, tức là một cái enalaprin. Thứ hai nữa là nifedipine. Chúng ta biết là nifedipine ấy, thì sao? Nifedipine 20 này là nó hạ áp rất nhanh. Hạ áp rất nhanh rồi nó lại lên rất nhanh. Ở trong tất cả các trường đó, mà với người lớn tuổi mà huyết áp lại cứ xuống rất nhanh rồi lại lên rất nhanh, lại là cái không hay. Thế bây giờ là bây giờ mình, trường hợp này thì mình nên chú ý cái gì? Thứ nhất là về cái huyết áp như thế, hai lần cơn tăng huyết áp lên rồi, mà tăng huyết áp thì đầy đủ tất cả các triệu chứng, cũng đau đầu, cũng mờ mắt, cũng chóng mặt, cũng loạn trạng. Trong trường hợp thế thì có thể có lúc mình đo thì nó cao, có lúc lại không cao, thì tốt nhất là anh chị em nên ghi một cái người ta gọi là Holter huyết áp 24 giờ, đúng không ạ? Mình xem cái diễn biến, thậm chí là ban đêm nó có tăng hay không, có trũng huyết áp về ban đêm hay không, vân vân. Thế thì tất cả những cái đó là để mà mình xem. Và khi nếu đúng là do nguyên nhân tăng huyết áp mà lại là các cái huyết áp nó dao động, thì mình tìm cái cách mình xem là cái lúc nào, ban ngày hay là ban đêm hay là tối hay chiều nó cao, thì trước cái lúc đó mình có thể điều chỉnh các cái thuốc huyết áp cho người ta. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là anh chị em ở đây có cái hình ảnh điện đồ nhỉ, cho chiếu lại cái điện đồ cho tôi xem. Tôi thấy có cái điện đồ người ta gửi đến. Tôi nói thêm một cái, ở trong cái trước khi về cái điện đồ này, và trước cái điện đồ thì tôi nói là bệnh nhân này lại là gì, lại là đau đầu, mà lại đau đầu vùng trán nhiều. Thì chúng ta biết như thầy Hướng nói là đau đầu nó nhiều nguyên nhân lắm, đau răng nó cũng đau, nhưng mà khi đau ở cái vùng trán rất nhiều này, ta phải xem có các cái viêm xoang không, đúng không ạ? Có rất nhiều trường hợp người ta viêm xoang ghê gớm, người ta cũng đau đầu rất là nhiều, thì nha cũng nên kiểm tra xem các cái xoang mặt, nhất là xoang trán có gì không. Bây giờ trở lại cái điện tâm đồ này, chúng ta nhìn cái điện tâm đồ này chúng ta thấy là gì? Gần như là sóng T nó dẹp gần như hết tất cả các chuyển đạo, đúng không ạ? Tất cả các chuyển đạo này ta nhìn này, một người 71 tuổi mà dẹp hết ở tất cả chuyển đạo, tức là chắc chắn có thiếu máu của cơ tim. Đấy, thiếu máu cơ tim tức là cái tổn thương của động mạch vành thì gần như là có. Nhưng bây giờ nó hẹp ở mức độ nào thì mình không thể biết được. Thế nhưng mà nếu mà cái mạch não chưa thấy nó tổn thương, nhưng mà nếu mà mạch vành nó tổn thương nhiều là có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Nhưng tốt nhất nếu có điều kiện là chúng ta nên tiến hành chụp mạch vành. Nếu không chụp được qua da thì chúng ta chụp cắt lớp vi tính của cái động mạch vành để mà chúng ta kiểm tra xem là cái mức độ đó như thế nào. Nói như thế theo chúng tôi là gì? Một là kiểm tra cái x-quang của cái khám về tai mũi họng và kiểm tra x-quang của cái các cái xoang ở mặt. Thứ hai là làm cái Holter ở huyết áp. Thứ ba là chụp cái MSCT của động mạch vành. Do đó chứ nếu mà ngay mình cứ đổ cho cái teo não tuổi già, cái này tôi trông cái hình ảnh nó cũng không điển hình của cái teo não, có thể hơi hơn một tí thôi, nhưng không phải là cái bệnh cảnh chính. Chúng ta phải cố gắng đi xem. Tôi thấy nổi bật lên ở đây là thấy có cái tăng huyết áp và theo dõi cái gọi là bệnh tim thiếu máu cục bộ ở trong tất cả trường đó, thì để mà chúng ta sẽ xem xét, cố gắng tìm được cái nguyên nhân thì cái điều trị của chúng ta nó sẽ sát thực hơn. Chứ nếu mà chúng ta nói là rối loạn tuần hoàn não, teo não người già, nghĩa là chúng ta sắp buông bỏ vũ khí rồi, đúng không ạ? Thế trong các trường đó thì tôi có một số ý kiến như thế để anh chị em chúng ta lưu ý. Thứ hai nữa là tôi muốn nói là về vấn đề tim ấy, cũng phải theo dõi. Vì sao? Nhìn cái điện đồ nó thiếu máu như thế, và khi anh em ở đây anh em lại cho một cái kết quả của siêu âm tim là phân số tông máu còn có 47% thôi. Tức là nó cũng chức năng tim, chức năng của thất trái nó đã bị giảm rồi. Thì trong trường hợp chức năng thất trái giảm, điện tâm đồ lại có các biểu hiện thiếu máu cơ tim đấy kia, thì lại càng phải thăm dò thêm về cái động mạch vành để mà xem. Chứ còn đợi đến lúc mà nó đã hẹp nhiều quá, nó tắc rồi, nó nhồi máu cơ tim rồi, thì lúc đó cái khả năng của chúng ta làm được rất là ít. Chúng tôi có bổ sung thêm một số các ý kiến như vậy để anh em lưu ý thêm. Bây giờ chỗ... Vâng, bệnh viện Tây Nam Nghệ An phải không ạ? Chúng ta đã nắm được chưa và có hỏi gì thêm không? Dạ, chúng em nắm được rồi đấy ạ. Chúng em không có câu hỏi gì thêm. Xin thật thanh cảm ơn các quý thầy cô. Vâng, xin cảm ơn chỗ Bệnh viện Đa khoa Tây Nam Nghệ An. Chúng ta sẽ chuyển sang